Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020 giữa cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam, cặp đôi phía gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi Xuân Hưng và Trung Đức, cặp đôi phía xa màn hình. Tuấn Đức Hồng Nam đánh cho đơn vị Hà Nội, Xuân Hưng Trung Đức đánh cho đơn vị Bắc Ninh. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Hùng xin phép mọi người sang bên kia bấm máy quay trận bán kết đôi nam còn lại. Mọi người mới vào giúp Hùng chia sẻ live stream với nhá, để nhiều người được xem hơn. Trận đấu này được đón chờ từ sáng đến giờ rồi. Điểm số không đều, Bắc Ninh giao cầu. Trận Đình Hoàng với Hải Đăng, Đình Hoàng thắng set 3 24-22 nha mọi người. Trận đấu quá hay. Trận Đình Hoàng với Hải Đăng đánh giá là trận đấu đơn nam hay nhất giải. Hello anh Nguyên Nghĩa, xin chào anh Huy, Hùng, Tạ, mọi người dùng chia sẻ live stream với nha. Điểm số 2-1, Tuấn Đức Hồng Nam giao cầu. Anh em Bắc Ninh vào cổ vũ đi. Anh em Bắc Ninh vào cổ vũ dùng chia sẻ luôn nha. Rất nhiều người mong muốn xem những trận đấu như thế này nhưng họ không biết xem ở đâu. Mọi người giúp Hùng mới nào. Vẫn rất bình tĩnh từ Tuấn Đức. Bom. Quá hay, đúng là cặp đôi số 1 Việt Nam. Không ngủ chưa được rồi. Ok anh Lâm Phong, cảm ơn anh Lâm Phong giúp Hùng chia sẻ live stream. Lưới rất hay từ cặp đôi Bắc Ninh. Hôm nay trước khi cặp đôi Bắc Ninh xuống sân thì cũng có lời nhắn gửi, đó là hai em hãy thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Và điều đó thì đang được cặp đôi của Xuân Hưng và Trung Đức thể hiện rất rõ. Bậc cầu rất nặng từ Hưng Con. Hưng Đức ở dưới xác định là khó ăn rồi anh. Điều bất ngờ xảy ra thì mới có thể thắng được đôi Tuấn Đức Hồng Nam. Nhưng mà xác suất nó chỉ khoảng vào 10-20% thôi. Ép cầu rất nhanh từ Tuấn Đức. Tuấn Đức đứng sát vạch giao cầu luôn. Điểm số 4-3. Một tình huống không hiểu ý nhau. 5-3. Hello anh Giàng An Toàn, cảm ơn đã chia sẻ. Chúng ta chào nhau một chút cho hứng khởi đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người, chúng ta comment 2 chào nhau nha. Người comment 2 để Hùng xem ai đang xem để chào mọi người nào. Nhưng ai giúp Hùng chia sẻ live stream cũng hãy comment là đã chia sẻ để Hùng cảm ơn nha. Tay về quá tốt. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo giúp chia sẻ live stream. Điểm số đang là 6-3 cho Tuấn Đức Hồng Nam. Phía bên kia cũng đang diễn ra trận bán kết đôi nam còn lại giữa cặp đôi Bảo Đức và Gia Huy của Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh của Hà Nội. Vẫn thủ lên được. Cầu ngoài sân. Ok, cảm ơn anh Đào Tiệp Hiệp, Đào Tiên Hiệp đã giúp Hùng chia sẻ. Chào anh Tạ Minh Quân, anh Tạ Minh Quân giúp Hùng chia sẻ luôn nha. Cặp đôi số 1 Việt Nam vẫn khá là chênh lệch so với những cặp đôi còn lại. Cầu ngoài sân. Trận bên kia hay
còn hay hơn đấy mọi người, trận bên kia căng hơn đấy. Hay quá mọi người ơi. Quay lại lấy cái sạc. Oh!
Hùng đã quay trở lại rồi đây. Điểm số đang là 13-9 nghiêng về cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam. 13-9 nha mọi người. Phản cầu rất hay. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. 14-9. Vừa rồi diễn tiến trận đấu có nhiều đường cầu hay không mọi người ơi? Chúng ta chào nhau nha, Hùng trở lại rồi đây. Sáng mai chung kết bắt đầu từ lúc 8:30 nha anh Phạm Bá Ngọc ơi. Chiều và tối nay không thi đấu. Hưng Đức cố lên. Cổ vũ đôi yếu hơn. Cống hiến cho chúng ta một trận cầu hay. Cầu ngoài sân. Giải đánh ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Mình xin phép chia sẻ lên hội nhóm cầu lông để nhiều. Cảm ơn. Có gì mà phải xin phép anh Hải Đăng badminton ơi. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ live stream đến nhiều người hơn. Rất là nhiều người mong muốn được xem những trận đấu giải đấu như này. Một là để học hỏi, hai là để nắm được tình hình cầu lông Việt Nam phát triển đến đâu. Độc cầu rất căng từ Phạm Hồng Nam. Cầu trượt lưới 18-10 cho cặp đôi số 1 Việt Nam. Ok, chị Thu Hằng cổ vũ đội áo đỏ cố lên. Hưng Đức cố lên. Sân nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang những Nguyễn Quang Thuận ơi. Tuấn Đức rất tự tin. Điểm số 19-10. Đôi Hưng Đức đánh ở tour phong trào, giải phong trào cũng chỉ là top đầu thôi. Vẫn có một số đôi vẫn có thể thắng được họ. Vẫn có thể đánh ngang với họ. Nhưng mà thi đấu với cặp đôi chuyên nghiệp lại là cặp đôi số 1 Việt Nam thì thực sự là không thể chịu được. Tuấn Đức rất tự tin. Dù sao Xuân Hưng Trung Đức cũng đã cho chúng ta thấy rất là nhiều đường cầu hay. Điểm số 21-10 trận đấu set đấu thứ nhất kết thúc. Chúng ta cổ vũ cho bên kia, bên Bắc Ninh họ cố gắng hơn là được. Họ đánh nhiệt tình hết cỡ là được. Dù sao họ đánh cũng đánh hết sức của mình rồi đấy. Hello mọi người, chúng ta chào nhau một chút được không ạ? Mọi người comment 2 lại chào nhau nào. Ok anh Đăng Quang ăn làm sao được. Đánh đủ triệu béo còn không chịu được. Đức đập khi ở trong nhà. Ok anh Nguyễn Thành Được cảm ơn đã chia sẻ. Rất cố gắng chị Trang Hiền. Cảm ơn chị Trang Hiền chia sẻ live stream. Ok anh Nguyễn Tiến Tùng phong trào ăn sao được chuyên nghiệp. Ở Hưng Đức có thể coi là bán chuyên. Hello anh Vương Quý cảm ơn đã chào Hùng. Hello anh Lê Tiến. Hello anh Huy Vũ. Hưng Đức cố lên anh Tiến Long cổ vũ. Cảm ơn anh Tiến Long dùng chia sẻ live stream. Ok anh Tiến Nghi ra quốc tế vẫn không có tên tuổi gì.
Hello anh Nguyễn Đức Toàn, chúng ta đến với set đấu thứ hai thôi, điểm số không đều. Tuấn Đức chặn ngược lại luôn, hay quá. Sáng mai chung kết bắt đầu 8:30 nha anh ơi. Hello anh Bùi Hải. Hello anh Đình Chiến. Bắc Ninh cố lên. Cảm ơn anh Đình Chiến dùng chia sẻ live stream. Xin chào anh Nguyễn Thanh. Bây giờ mới thấy anh Tú Cá Mú và cổ vũ hai thằng em Bắc Ninh. Cầu lỗi từ Hồng Nam. Điểm số 1-2. Ăn không? Không ăn được. Cầu vẫn trong sân. Đập cầu ngoài sân. Cầu lỗi từ Tuấn Đức. Điểm số 24. Đúng rồi, hai anh em Hưng Đức hết mình là được. Gặp cặp đôi số 1 Việt Nam thì thực sự là không có cơ hội. Tuấn Đức giã kinh quá. Vẫn là tình huống cầu ngoài sân. Giờ này Đức với Mạnh không cặp với nhau mà Đức với Tuấn Anh cặp với nhau ạ. Đức với Tuấn Anh cũng đang đánh bán kết bên kia. Khả năng là Đức với Tuấn Anh sẽ thắng đấy ạ. Chung kết khéo lại nội chiến giữa Hà Nội với Hà Nội rồi. Hello anh Văn Phạm, em chưa ăn cơm anh ơi. Quay lốt giải đi ăn cơm nó mới thoải mái, nó mới xả láng. Cầu ngoài sân. Với những đường cầu ở tốc độ cao thì thực sự rất khó để có thể đánh cầu chính xác đối với những vận động viên phong trào. Liên tục những tình huống đập cầu vào lưới từ Xuân Hưng. Đây bán kết nha anh Tiến Công ơi. Cảm ơn anh Tiến Công giúp Hùng chia sẻ livestream. Thu Quân gặp mình Hà Nội vô địch. Đối Hà Nội thì gần như là 99% vô địch rồi anh Thu Quân. Ok anh Hải Cóc, chắc là đội Bắc Ninh đói rồi. Cảm ơn đã chia sẻ nha. Một đường cầu rất hay. Vẫn thủ lên được, vẫn lên. Hay quá. Hay. Ôi. Hô lên tí nữa cho anh em sung. Hô lên tí cho nó sung mọi người ạ. Sáng mai đánh chung kết nha anh Phạm Bá Ngọc ơi. Một đường cầu khá mãn nhan. Ôi Khánh Vũ,
trận đấu cứ hay là không có thấy đói. Điểm số 8-4. Hùng rất thích bác trọng tài này, bác đọc điểm rất rõ. Ui đập thế mà không chết à? Điểm 5-8. Xuân Hưng Trung Đức đang thi đấu rất hay. Điểm số 9-5. Ok, anh Nguyễn Thành được cầm mền hơn con. Đập mạnh nhất nhì phong trào cũng không ăn thua đúng không anh? Tuấn Đức Hồng Nam thủ tốt lắm, đặc biệt là Tuấn Đức. Cảm ơn anh giúp em chia sẻ live stream. Xin chào anh Bình Sapa, giúp em cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Điểm 6-10. Cầu ngoài sân điểm 7-10. Anh Hoàng Tuấn cổ vũ Hưng Con Đức Con cố lên. Điểm số 8-10. Hay quá. 9-10. Lên nào Bắc Ninh, anh Nguyên Nghĩa cổ vũ. Cảm ơn đã giúp chia sẻ live stream. Hay quá, cảm ơn anh Nguyễn Nghĩa. Nguyên Nghĩa. Cầu vẫn trong sân. Đôi Tú Hà Nội đánh không Tú Hà Nội là đôi nào bạn ơi? Hồng Nam đánh vẫn kiểu thái độ ngôi sao thế nhỉ? Ok anh Khánh Vũ, phong cách của Hồng Nam kiểu kiểu như thế ạ. Ok, em cảm ơn anh Toàn Nguyễn rất nhiều. Quay xong giải đi làm luôn suất cơm 50. Cố lên anh em Bắc Ninh, Phạm Quang Vũ cổ vũ. Bắc Ninh cố lên, anh Nguyễn Như Thành cổ vũ Giàng A Toàn. Kéo sang xếp 3 thì coi như thành công, khó. Sang xếp 3 thì em nghĩ là khó lắm. Nhưng mà vẫn là có thể. Hay đấy nhờ, hai nhịp. Nhưng mà hơi non. Bị Hồng Nam bắt. Điểm số 12-10. Hello anh Như hello Phùng Như viết Phùng. Đánh hết loạt trận bán kết mới nghỉ ạ. Ok anh Trần Hoàng xem cầu lông Việt Nam đánh đã không hiệu quả còn điệu điệu giống mình ghê. Ôi anh Hoàng Tuấn, nghe có vẻ yếu điện rồi.
Hơi mờ anh ơi. Hello mọi người cho ông biết chất lượng mạng có ổn không ạ? Nếu mà ổn mọi người comment mạng, chất lượng mạng không được như bình thường thì mọi người comment 2 nha. Góc quay đẹp, cảm ơn anh Phạm Hiền. 15-11, Hồng Nam giao cầu. Đập cầu ngoài sân. Hưng đập cầu không cắm cho lắm. Khá nhiều tình huống đập cầu ngoài rồi. Thả tim, cảm ơn anh Nguyễn Giang cây boát. Vẫn chưa được 1k lượt xem nhờ mọi người. Ủng hộ Hùng, mỗi người một cái chia sẻ hoặc là tăng bạn vào xem đi. Giữa trưa này có làm gì đâu. Xem vài trận cầu ngủ trưa cho ngon. Bò. Cầu lỗi từ Hồng Nam. Vì thế phát huy nhé. Các cổ động viên. Mạng ok, 1, mọi người comment 1. 900 người xem rồi. Ngon lành, cảm ơn anh Sơn Vũ. Cầu lỗi từ Hưng Con. Nay Hưng đánh hỏng nhiều mà Đức cũng hỏng hơi nhiều. Rất bình tĩnh được Tuấn Đức, hơi múa rồi. Quá ổn luôn. Sáng mai chung kết tất cả các nội dung đánh ở nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang lúc 8:30. Nhà anh Bá Nguyễn Việt ơi. Anh Tống Đức Thuận hỏi cho hỏi sao giải cá nhân lại có nội dung đánh đôi. Câu hỏi này khó và thâm sâu ghê. Hello anh Việt Phạm nha, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Nhìn Hồng Nam đánh nản quá Hùng ơi. Anh Minh Tuấn comment. Hồng Nam đánh trong nước thì cũng ổn, nhưng mà khi mà cặp với Tuấn Đức đánh giải quốc tế thì thường hay bị lỗi nhiều. 11-14. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Bích Dung chia sẻ live stream. Bom. Hưng Đức cố lên. Chết. Hay lắm. Quá tốt. Kéo lưới rất tự tin. Em chưa cơm anh Lê Nguyễn ơi. Đập cầu xiên luôn. Trong tình huống đó, ông tin rằng vận động viên Xuân Hưng cũng không tin là Tuấn Đức sẽ đập cầu như thế. Điểm số 19-15. Giải phong trào vẫn có nhiều đôi ngang với Hưng Đức lắm anh ơi. Làm chùm không làm được. Điểm 16-19. Nhà thi đấu này rộng lắm mọi người ạ.
Đập cầu rất căng. Điểm số 20-16, điểm số kết thúc trận đấu. Trận đấu kết thúc. Dù sao thì cặp đôi Xuân Hưng Trung Đức đã thể hiện được rất nhiều đường cầu hay và đặc biệt là tinh thần thi đấu rất quyết tâm và cống hiến. Hello mọi người, chúng ta sẽ xem trận bán kết đôi nữ giữa Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Cũng rất là hay, Hùng sẽ xin phép di chuyển máy quay một chút. Trận đôi nam còn lại thì cũng đã điều Hùng quay lại ở chất lượng Full HD, sẽ đăng lên kênh YouTube Sportung Badminton gửi đến mọi người sau. Chúng ta xem nốt trận này nhá. Trận bán kết đôi nữ giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp đôi phía gần màn hình và Bắc Giang phía xa màn hình. Bắc Giang là Ngọc Lan và Vân Anh. Phía Hồ Chí Minh là Anh Thư và Vũ Thị Trang. Em chào anh Trần Chiến, mọi người rảnh mà muốn xem cầu nữa thì có thể tiếp tục ở lại theo dõi. Sau khi trận đôi nam kết thúc thì có vẻ lượng người xem đã giảm đi đâu đó khoảng 2/5. Trận đôi nam bên kia khả năng cũng sắp kết thúc rồi. Bên kia đã có máy khác Hùng quay rồi nên mọi người yên tâm là sẽ xem được trên kênh YouTube Sportung Badminton ở chất lượng Full HD luôn nha mọi người, góc quay cực đẹp. Chiều nay không có trận nào anh trai họ Vũ ơi. Sáng mai sẽ bắt đầu đánh các trận chung kết vào lúc 8:30 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Nhà thi đấu mới ở ngoài cánh đồng nha mọi người, không phải nhà thi đấu cũ. Tiến Minh đánh xong rồi em ơi, Tiến Minh vào chung kết rồi. Chung kết sẽ là Tiến Minh và Đình Hoàng. Ông nào bảo Đức Phát kèo trên Tiến Minh vậy? Hôm nay ông nào tuyên bố câu liều mạng vậy? Hưng Đức đánh với Tuấn Đức Hồng Nam thua 2 set rồi anh ơi. Gặp đôi số 1 Việt Nam thua cũng phải, nhưng mà Hưng Đức đánh cũng rất hay rồi. Giải này không có Thái Bình à? Em cũng quên không nhớ là có Thái Bình hay không nữa. Nhưng mà vào vòng trong này thì không còn đội nào của Thái Bình. Khả năng hình như Thái Bình không tham gia, không nhớ rõ ạ. Hello anh Ngôn Tiến Quân, cảm ơn đã chia sẻ. Thấy anh Quân bảo là mờ quá, tuyên bố dã man. Đức Phát cửa trên Tiến Minh. Ok anh Vodka to, họ không hiểu biết gì, họ tuyên bố thế, kệ. Hello mọi người, chung kết đơn nam sẽ là Tiến Minh gặp Đình Hoàng của Lâm Đồng. Tiến Minh Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đình Hoàng của Lâm Đồng. Chung kết đôi nam thì sẽ là cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam. Và đối thủ còn lại sẽ là một trong hai cặp đôi Bảo Đức, Gia Huy hoặc là Trí Đức Tuấn Anh. Nhưng khả năng sẽ nghiêng về cặp đôi của Trí Đức Tuấn Anh Hà Nội hơn. Bởi vì trong set đầu thì Trí Đức Tuấn Anh đã giành chiến thắng rồi, mà cũng khá là cách biệt mấy điểm cơ. Chúng ta phải chờ đợi kết quả của trận bán kết đôi nam còn lại. Ở nội dung đơn nữ nếu Hùng không nhầm thì sẽ là Phương Thúy gặp
Thùy Linh. Ở nội dung đôi nữ thì chờ kết quả của hai đôi đấu này. Còn một đôi vào chung kết đó là đôi của Thùy Linh và Thúy của Đồng Nai đã vào chung kết rồi. Ở nội dung đôi nam nữ sẽ là trận đấu giữa cặp đôi Trần Văn Trì và Linh Giang của Quảng Trị đối đầu với cặp đôi Tuấn Đức và Như Thảo của Hà Nội. Hello mọi người, nhiều người comment quá Hùng trả lời không kịp luôn đó, mọi người thông cảm nha. Nhiều comment dã man luôn. Nện cầu rất mạnh từ Ngọc Lan. Lên lưới rất nhanh thì Vũ Thị Trang trận này tương đối hay. Không vào. Rồi, chiến thắng cho Bắc Giang. Lại sang bên kia lấy cục pin cắm mà nghe không nó sập bây giờ đấy. Mày ra ngó chú điểm số bao nhiêu? Thằng cu này nó chạy đi đâu không biết. Mình nhờ anh trẻ con nó đi xem điểm cho mình, nó chạy tận sang bên kia làm gì không biết.
Điểm số 7-4. Bên kia trận đấu đôi nam bán kết 2 đang đánh sang set 3 rồi. Rất hay. Hello mọi người, cổ động viên của Bắc Giang có nhiều không? Cổ động viên Bắc Giang comment 1 nào. Cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều không? Cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh comment 2 nha. Điểm số 8-4. Cầu lật lưới 9-4 cho thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị Trang Hiền. Chị Trang Hiền comment 1 của Vũ Bắc Giang. Chị Vũ Sáu Hoàng, anh Vũ Sáu Hoàng comment 1 của Vũ Bắc Giang. Lê Thanh Hải của Vũ Bắc Giang. Cổ động viên Bắc Giang đông thật. Có vẻ anh em trong thành phố Hồ Chí Minh ít xem kênh của Hùng. Cầu tốt. Điểm số 14. Anh Nguyễn Thắng của Vũ Bắc Giang, Ngọc Đức của Vũ Bắc Giang chưa thấy số 2 đâu nhờ, anh Thiên Trần. Bắc Giang nốt. Điểm số 11-4. Trận đấu thứ 3, lợi thế đang nghiêng về cặp đôi của thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Anh Minh Đăng của Vũ Bắc Giang, chiều chung kết à ông ơi? Không anh ơi, sáng mai chung kết từ 8:30 nha. Anh Hoàng Việt cổ vũ cả Bắc Giang lẫn thành phố Hồ Chí Minh. Ok, nhìn thấy cổ động viên đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trang Hồ. Anh Nguyễn Quang Đại cổ vũ Bắc Giang. Mầm non Bình Phước cổ vũ thành phố Hồ Chí Minh đây rồi. Từ nay giờ có mỗi hai cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bên kia trận bán kết đôi nam giữa Trí Đức Tuấn Anh của Hà Nội và Bảo Đức Gia Huy của thành phố Hồ Chí Minh đang xếp 3 cũng rất hay. Trận đấu đó đã được Hùng quay lại ở chất lượng Full HD gửi đến mọi người rồi. Chiều nay không đánh anh Hữu Cường ơi. Hello anh Văn Phạm, câu hỏi này hơi nhạy cảm. Đánh ở nhà thi đấu mới tỉnh Bắc Giang anh ơi. Anh lên Google Map anh search là nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang là ra. Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Cổ động viên của Bắc Giang đông thật, mọi người thay nhau comment 1. Cầu tốt. Điểm số 12-7. Bên kia điểm số đang là 6-5 nghiêng về Trí Đức Tuấn Anh. Cũng rất là căng. Ok, cảm ơn anh Vodka To. Mọi người yêu quý ủng hộ Hùng thì có thể ủng hộ Hùng bằng cách đó là mua các sản phẩm về giày vợt để ủng hộ bên Hùng. Mọi người có nhu cầu mua giày, mua vợt, các phụ kiện thì có thể ủng hộ bên shop Hùng. Cam kết là các sản phẩm
chính hãng chất lượng và đều có bảo hành. Em chào anh Quang Anh của Vũ Bắc Giang, chị Nhiên Hà của Vũ Thành phố Hồ Chí Minh đây rồi. Anh bánh mì 1,5 của Vũ cả hai đội đi. Em chào anh Hoàng Mạnh, cháu chào chú Lợi nhá. Thân Khánh Ly comment chị Trang khỏe thực sự, 3 trận đơn sau lại 3 trận đôi. Nó nói là Vũ Thị Trang khỏe thật. Hello anh Hữu Cường, chiều nay em chưa đi giao lưu sân nào anh ơi. Anh muốn rủ em đánh cầu à? Có gần đây không? Có gần đây không em qua giao lưu trận cầu nào? Hôm trước giao lưu sân Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Giang rồi. Hôm nay anh Hữu Cường không có sân nào cho em đi giao lưu với. Anh chị Lam Lê của Vũ Thành phố Hồ Chí Minh. Em xem em ở Hà Nội ạ. Mọi người muốn mua đồ nhắn tin vào trang này luôn nhá. Linh Hùng sẽ tư vấn, gửi mẫu và gửi hàng cho mọi người. Em chào anh Tiến Nguyễn Văn Tiến, anh Đoàn Long cổ vũ Thành phố Hồ Chí Minh, cổ động viên của Hồ Chí Minh đang đông lên dần đều. Phạm Hoàn cổ vũ Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn Trang và Thúy, Thúy thắng nha anh ơi. Ok anh Lam. Anh Lam hay anh Lâm ạ? Điểm số 11-16, khoảng cách vẫn là 5 điểm cơ. Ngọc Thành của Vũ Thành phố Hồ Chí Minh comment 2, Nguyễn Văn Ninh của Vũ Bắc Giang comment 1. Hello anh Trần Hải Đăng, đánh đến hết loạt trận bán kết thì thôi ạ, nốt trận này với trận bên kia là xong, là được nghỉ trưa. Anh Bình Nguyên comment 3 của Vũ bình luận viên. Anh Ngọc comment của Vũ tất cả. Hello anh Hoàng Khôi, giày cầu lông size 45 thì em không có rồi anh ơi. Hôm trước kiếm cho một khách size 44 mà cũng vất phết. Size 44 là to nhất, 45 thì khó kiếm lắm. 45 chỉ có sách tay bên Trung Quốc về thôi. Đặt order sách tay bên Trung Quốc về thì nó có size 45. Chứ ở Việt Nam thì chỉ có size 44 là to nhất rồi ạ. Đơn nam đánh xong rồi anh ơi, đơn nam đánh xong rồi. Mọi người có thể xem lại tất cả các trận đấu của giải đấu tại kênh YouTube Sport Hùng Badminton, tức là cùng tên với kênh Facebook này luôn nha. Mọi người lên YouTube gõ Sport Hùng Badminton là ra kênh của Hùng. Biểu tượng ba hình trái tim và hình quả cầu lông ở giữa. Em chào anh Hoàng Việt. Ok, con gái nhảy đẹp khét quá anh ơi. Anh Nguyễn Ngọc Trà comment. Ở phía bên kia thì cặp đôi của Hà Nội đã dẫn 12 năm trước cặp đôi ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Khả năng chung kết sẽ là nội bộ Hà Nội gặp nhau. Rất hay.
Điểm số 20 rồi, 20-12 thì phải. Cầu ngoài sân, trận đấu kết thúc chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là trận chung kết đôi nữ sẽ là cặp đôi Trang và Anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với cặp đôi Thùy Linh và Thúy của Đồng Nai. Cây 6.000 em còn nhưng anh Tạ Quang Hải ơi, anh Tạ Quang Hải nhắn vào page, ngày mai em quay giải xong về em tư vấn và gửi vợt cho anh nha. Cây 6.000 vẫn còn. Ok, còn một ít thời gian nữa thì tiện thể ra quay ly luôn cho mọi người trận đôi nam xem nốt. Thôi góc này quay luôn nha. Góc này hơi thấp. Chạy nhanh. Chạy nhanh sang bên kia quay. Ngồi cho nó tử tế. Hello mọi người, chúng ta xem nốt trận nha. Điểm số 8-14, Thành phố Hồ Chí Minh giao cầu. Cầu ngoài sân 9-14. Hello, chào Tùng Lê Năng. Điểm số 15-9. Tuấn Đức, Tuấn Anh giao cầu. Đôi nam Đình Hoàng có vào đâu bạn ơi. Đình Hoàng vào chung kết đơn nam nha. Bán kết vừa thắng Hải Đăng xong. Cầu lôi từ Tuấn Anh. Đôi Bắc Ninh thua đôi số 1 Việt Nam rồi anh ơi. Điểm số 16-10 cho Hà Nội. Em chào anh Lam Nguyên. Chung kết đơn nam là Tiến Minh gặp Đình Hoàng ạ. Đôi nữ Thành phố Hồ Chí Minh thắng nha mọi người. Chung kết sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đồng Nai. Ok anh Nguyễn Hải Anh, Hưng Đức mà gặp Chí Đức Tuấn Anh thì ngang nhau, xem sướng hơn. Chứ hôm nay Hưng Đức gặp ngay phải Tuấn Đức Hồng Nam thì không ăn được, không nhai được, nhai là gãy răng ấy. Hãy
Điểm số 11-16, khoảng cách 5 điểm tương đối an toàn. Tất cả các trận chung kết đều diễn ra vào sáng ngày mai nha mọi người, bắt đầu đánh từ lúc 8:30. Theo Hùng nghe phong phanh tin tức được thì ngày mai hình như là bên bọn Hùng không được quay đâu. Bên đài truyền hình họ mua bản quyền hay gì đó. Nhưng khả năng là Hùng sẽ không được quay. Nhưng mà cũng cứ đến sân xem thế nào. Nghe thằng em nó nói thế thôi cũng chưa chắc đã đúng. Đập cầu tốt từ Gia Huy rất nhanh. Mười hai mười tám rất khó cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hùng cũng chỉ hy vọng những đường cầu tiếp theo là những đường cầu rất hay thôi, chứ để tin rằng Hồ Chí Minh có thể giành chiến thắng thì khó lắm. 19-12. Chúng ta vẫn còn tiếp tục được theo dõi trận đấu. 13-19. Đập cầu giãn biên rất hay. 20-13 điểm kết thúc trận đấu. Em cảm ơn anh Lương Trần đã có lời khen gửi đến em. Cầu ngoài, trận đấu vẫn chưa thể kết thúc. 14-20, thôi xem được đường cầu nào hay thì hay đường cầu đó. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Thôi không được rồi. Phản xạ rất nhanh từ Tuấn Anh. Xét đấu thứ 3, điểm số 21-14 cho cặp đôi của Hà Nội. Vậy là chung kết sẽ là nội bộ Hà Nội. Trí Đức Tuấn Anh gặp Tuấn Đức Hồng Nam. Không biết trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu hết sức hay là một trận đấu có sắp xếp giữa hai đội vận động viên đây. Rất mong chờ trận chung kết. Cảm ơn mọi người, đây cũng là trận đấu cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay rồi. Ngày mai nếu được thì Hùng sẽ live stream gửi đến mọi người những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ các live stream của Hùng. Cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn những người đã luôn có những lời động viên, lời cổ vũ và giúp Hùng chia sẻ live stream lan tỏa đến nhiều người hơn. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.